Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Avanza thời điểm tháng 8 năm 2023 này. Thì tháng 8 năm 2023 thì nó có một đặc điểm là nửa tháng đầu là tháng 6 âm, còn nửa tháng sau nó sẽ là tháng 7 âm. Thì nhiều anh chị có quan điểm là muốn lấy xe trước tháng 7, hiện tại thì em cũng có nhiều xe để phục vụ cái nhu cầu của anh chị. Ngoài ra thì nếu mà anh chị muốn lấy xe trong tháng ký trong tháng 7 hoặc là xe tháng 8 để có cái ưu đãi tốt hơn thì có thể liên hệ giúp em. Thì em sẽ báo giá cho anh chị chi tiết về từng nhu cầu của anh chị. Còn hiện tại thì em sẽ xin phép báo giá chiếc xe Avanza thì hiện tại Avanza ở thời điểm hiện tại tháng 8 năm 2023 thì có hai phiên bản và giá lần lượt từng phiên bản như sau. Thì đầu tiên là phiên bản số sàn cũng là trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết là 558 triệu, và ở thời điểm hiện tại lăn bánh ở thị trường lăn bánh ở Bắc Ninh thì nó sẽ rơi vào khoảng 575 triệu. Và ở thời điểm hiện tại thì nếu mà anh chị trả góp, bên em đang hỗ trợ cho Avanza nói riêng và các dòng xe của Toyota nói chung là 85% giá trị xe. Thì với cái hỗ trợ ngân hàng như vậy thì anh chị chỉ cần tối thiểu khoảng 121 triệu là để mang xe về nhà, bao gồm đầy đủ phụ kiện và bảo hiểm. Ngoài ra thì phiên bản thứ hai là phiên bản số tự động thì có giá niêm yết là 558 triệu. Thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho dòng xe Avanza số tự động là 21 triệu tiền mặt, và lăn bánh ở thời điểm này thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 612, và để mang xe về nhà thì anh chị chỉ cần tối thiểu là 129 triệu là mang xe về rồi. Và vừa rồi thì em cũng đã báo cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Avanza thời điểm tháng 8 năm 2023, và em xin phép video này thì để giới thiệu cho anh chị luôn về cái nội ngoại thất chiếc xe Avanza và thêm một vài thông tin nữa. Avanza thì với cái giá lăn bánh như vừa rồi và với cả cái số tiền trả trước vừa rồi cũng rất là thấp, thì đồng nghĩa với cả Avanza này đang là xe lắp ráp trong nước và trong diện được giảm 50% thuế trước bạ từ nhà nước, đồng thời nhằm đại lý cũng hỗ trợ cho anh chị một phần tiền mặt cũng như là tặng cho anh chị những cái phụ kiện chính hãng, thì cái giá lăn bánh nó sẽ rơi vào như vừa báo. Và ngoài ra thì Avanza từ ngày xưa năm ngoái thì được lập nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, tuy nhiên là từ năm 2023 này thì xe đã được đưa về lắp ráp để đảm bảo chất lượng hơn cũng như là đảm bảo nguồn cung đến anh chị. Thì từ khi đưa về lắp ráp thì xe đã được nâng cấp thêm chắn gầm và cái màn hình to hơn, và em sẽ đi sâu hơn về các chi tiết của xe. Đầu tiên ở phần đầu xe thì nội ngoại thất cơ bản thì anh chị sẽ trông thấy cái phiên bản số sàn và số tự động nhìn bên ngoài cũng rất là khó phân biệt. Nó đều có thiết kế như này, nếu mà đứng ở đúng góc như em này thì cũng khó không phân biệt được là bản số sàn và bản số tự động, bởi vì là đều dùng chung cụm đèn là full LED này, halogen là đèn sương mù, đều có lá răng dạng phay xước, đều có cái khóa cửa thông minh, để nổ cái chìa khóa smart key. Ở phần đuôi xe thì xe được trang bị là cụm đèn full LED và có hai cảm biến phía sau. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu cho dòng xe này thì theo nhà máy công bố sẽ rơi khoảng 6 đến 7 lít đường hỗn hợp. Thì còn đây là nội thất của phiên bản Avanza số sàn, có màn hình rất là lớn này, màn hình cam lùi, cảm biến lùi là những cái trang bị có sẵn ở trên xe và được trang bị trên cả phiên bản, kể cả bản số sàn. Và có bản số sàn nhưng vẫn được trang bị cục gương tự động anh chị nhá, vẫn có lên xuống kính điện và cục gương và kính của bên lái là auto, mạ chrome ở tay nắm cửa phía bên trong xe. Xe thì được trang bị đầy đủ hệ thống hỗ trợ phanh như là ABS này, là bộ chống bọc cứng phanh EBD cùng với phanh điện tử, rồi có VSC ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo. Thì chiếc xe này thì anh chị mua chạy gia đình hay là mua để phục vụ chạy dịch vụ thì vẫn rất là lâu quê. Em bật màn hình lên anh chị xem trước. Đây là màn hình của chiếc xe Avanza, và ngày xưa thì cái màn hình nó nhỏ lắm, nó không được đẹp như này đâu. Cần số được bố trí rất là hài hòa. Nội thất thì được trang bị là màu đen này, pha với một chút ánh nâu đồng sạch, màu này thì rất là sạch. Hốc để đồ
có cổng sạc ở đây. Cụm điều hòa thì là điều hòa cơ nhưng mà có bảng điều khiển điện tử luôn. Cả hai phiên bản số sàn và số động đều có cụm điều hòa giống nhau. Để nổ này. Em số hàng người 2 anh chị xem nhé. Đây là hàng ghế 2 và ghế 3, và đặc biệt Avanza cũng như là Veloz sẽ được trang bị cái gói là ghế sofa trên cả hai phiên bản, anh chị nghỉ ngơi trên những cung đường dài. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị sơ bộ về thông tin chiếc xe Toyota Avanza. Và anh chị nào cần thêm thông tin gì, tư vấn thêm thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.